Xin chào các bạn, trên tay mình hiện giờ là chiếc Galaxy Note 5 và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một cái tính năng nhỏ nhưng rất hay của nó, đó là ghi chú mà không cần unlock hay là mở màn hình. Thì cái tính năng này nó rất là tiện, ví dụ như bạn đang đi gặp ngoài đường, bạn gặp bạn bè mà bạn bè đọc cái số điện thoại cho bạn thì bình thường là bạn sẽ phải unlock máy, nhập cái số điện thoại đó vào. Còn nếu bạn đang ở văn phòng thì có thể theo thói quen là chúng ta sẽ lật đật đi kiếm một cái mảnh giấy nào đó để ghi lại cái số điện thoại đó thì rất là mất công. Tương tự, nếu như mà có ai đó nhờ bạn làm một cái việc gì đó hay là vợ nhờ mua đồ thì bạn cũng phải mở cái ứng dụng ghi chú ra, mất thời gian. Còn với chiếc Note 5 này, bạn có thể rút nhanh cái bút của nó ra và bắt đầu ghi chú ngay lập tức luôn, bạn không cần phải unlock hay làm gì thêm. Ví dụ như có người đó đọc cho mình số điện thoại của họ là 0904 375 gì đó ha, chẳng hạn như mình ví dụ vậy thôi. Rồi, mình sẽ nhấn lưu và đã ghi chú xong. Tương tự, mình sẽ thử lại cho các bạn xem mà mình sẽ ghi chú một cái nội dung khác. Ở đây chẳng hạn như mình ghi là mua một tô phở. Đó, nhấn lưu. Xong. Thì sau khi mà lưu lại những cái hành động này rồi, xin lỗi các bạn, sau khi mà lưu lại những cái ghi chú này rồi thì chúng ta có thể chạy cái ứng dụng S Note này lên, toàn bộ ghi chú nó sẽ được lưu ở trong đây chung với lại những cái ghi chú mà chúng ta ghi khi mà unlock màn hình luôn. Chẳng hạn như mình bấm vào cái ghi chú mà có số điện thoại của mình lưu khi nãy nè, mình bấm vào nhúc nhiều hơn và liên kết đến hành động thì bạn thấy là cái note của mình nó sẽ được đóng vào cái khung màu xanh và mình có thể làm gì với nó. Mình có thể gọi điện, mình có thể thêm cái số điện thoại này vào danh bạ, mình có thể gửi tin nhắn cho số điện thoại này. Nếu mà bạn viết email á thì cái tức nhân email này nó cũng chạy lên luôn. Để mình làm lại. Đó, ở đây chúng ta có email, internet. Nếu mà bạn viết ghi chú một thứ gì đó thì có thể tìm kiếm trên internet. Còn nếu bạn viết địa chỉ đi, có ai đó đưa bạn địa chỉ mà bạn viết lại ghi chú địa chỉ thì bạn có thể tìm nhanh đường đi bằng bản đồ nè. Hoặc là tạo một cái tác vụ cần làm, rất là tiện. Đây mình ghi số điện thoại cho nên mình sẽ thử gọi điện. Đó, số nó hiện lên, bạn thấy số này đúng hay không rồi bạn nhấn vào. Cực kỳ tiện lợi. Thử lại lần nữa ha. Đó, tắt màn hình đi. Bây giờ mình sẽ mở lên. Giờ mình sẽ rút cái bút ra. Đó, máy nó rung nhẹ một cái và mình bắt đầu có thể viết ngay lập tức. Bạn thậm chí còn không đợi những cái thanh công cụ này nó xuất hiện đâu. Bạn có thể viết ngay lập tức. Chẳng hạn như mình viết là Di Luân Amok Gmail. Rồi mình lưu. Chữ mình xấu quá, không biết là Note nó có nhận được hay không. Mình cứ thử xem. Thì chúng ta sẽ chỉnh lại cái địa chỉ sau. Đây mình sẽ gửi email dùng Gmail. Nhận khá là đúng không? Duy Luân Amok gì đó. Nếu mà các bạn viết chữ đẹp hơn thì sẽ nhận diện tốt hơn so với cái chữ viết tay của mình. Rồi, đó là cái tính năng mà mình cực kỳ thích với cây bút S Pen mới của Note 5. Xin cảm ơn các bạn.